Xin kính chào toàn thể quý vị cùng các bạn đã đến với kênh Nụ Văn La Xuyên. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cùng các bạn một trong số những chiếc sập thờ, hay chính xác thì đây là hai cặp sập thờ mà sản phẩm này của chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Thủy ở tại xã Esa, huyện Esa, tỉnh Đắk Lắk, được cái niềm tin tưởng tuyệt đối của anh vào cơ sở của chúng tôi, thì anh đã đặt là hai cặp sập thờ này bằng chất liệu gỗ gụ của Lào và Campuchia với sản phẩm cực kỳ là tinh tế và độc đáo. Thì đến nay mặc dù là thời gian thì theo lịch còn dài, nhưng anh mong muốn là chúng tôi hoàn thành trước tiến độ để mà khi kịp bàn giao tới các anh sẽ có những cái công việc nó phù hợp hơn. Vì vậy cho nên là chúng tôi đã đẩy nhanh tốc độ và làm cặp bàn thờ đúng như là những gì anh mong muốn. Tới nay thì sản phẩm đã xong và đây là chiếc dạ tiền cũng như là những cái cặp mà chân vuông 24 mà hai vế ở hai bên như thế này, sau khi lắp đặt lên cũng như là chồng mặt lên sẽ thành một chiếc bàn thờ. Và đến nay thì chúng tôi đang đóng gói để lắp đặt những chiếc bàn thờ này. Nó không có gì là khó với các anh, nhưng chúng tôi cũng đã có những clip hướng dẫn giới thiệu với những người chưa thực sự biết để mà có được cái kinh nghiệm, nó cũng đơn giản thôi. Chính vì như vậy cho nên là những sản phẩm này, đây là những cái mà thành phần gồm có chân tiền, chân hậu và dạng ngang tháo ra tại cửa hàng đồ gỗ La Xuyên của chúng tôi đây. Đây là cửa hàng đồ gỗ La Xuyên 1, còn hệ thống của chúng tôi còn nhiều cửa hàng khác nữa với những sản phẩm mẫu mã đa dạng. Còn đây là một chiếc bàn cơm được bọc biệm cẩn thận và trồng ngược lên rồi. Thành phần kèm theo đó là những cái chiếc bao loan và cái phần dạ tiền. Còn đây là phần mặt cũng như phần cổ của chiếc bàn thờ với những số 2 la mã. Thì tương ứng sẽ đi kèm với tất cả những các cái chi tiết thành phần khác đều là số 2 la mã. Như là có hai la mã P là phải hoặc hai la mã T là trái để cho phù hợp với các cái đầu mộng của cái dạ tiền ở trước mắt quý vị đây. Như chúng ta đã biết thì sản phẩm sập thờ bây giờ rất là thịnh hành và đa dạng. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu, xin mời tham khảo trong các cái sản phẩm của kênh Đồ Gỗ La Xuyên. Cứ gõ những cái tên mà quý vị muốn tìm, nó sẽ lên các cái clip video để quý vị xem. Còn đặt hàng thì quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại Zalo hiển thị ở trên màn hình để mà thảo luận cũng như là tương tác hoặc là hợp đồng hợp tác với nhau trong cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ nói chung, đạt được cái kết quả tốt nhất như là mong muốn của quý vị. Đồ gỗ La Xuyên chúng tôi thì có mặt ở tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, gồm có nhiều cửa hàng chi nhánh với truyền thống và cũng là một cái niềm vinh dự mang tên chính cái làng nghề độc đáo và lâu đời làng nghề La Xuyên. Chính vì vậy cho nên là cái thương hiệu của làng nghề và của chúng tôi nói riêng đã bay xa và để đáp ứng được các cái niềm đam mê đồ gỗ, chúng tôi có nhiều sản phẩm đa dạng phong phú để phục vụ quý khách hàng. Hãy đến với chúng tôi bằng cách đăng ký kênh khi mà quý vị chưa đăng ký, cũng như quý vị nào đã đăng ký rồi mà quên chưa tích vào hình quả chuông thì vui lòng nhấn vào hình quả chuông để nhận được các clip mới nhất.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các sản phẩm.